ngoài những bài hát vui tươi trữ tình, không thể thiếu những bài hát thánh ca ý nghĩa da diết, làm sao xứng tâm hồn con chim ngoan đạo và còn được rất nhiều người ngoại đạo yêu thích bởi lời ca lay động lòng người. Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng động tâm hồn để cảm nhận những giai điệu sâu lắng của ca khúc bài thánh ca buồn qua phần trình diễn của chị Liên. Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài sao?
lạnh giá.